Bảo ấy có hàn đâu đây, bảo phải đông tí phải hiên đây phía trên này, mà không ấy thì bảo ai bắn cung nữa, sao trả công người ta, có buồn đâu. Hay chưa tiền cứ để lúc nào rồng rồng nhá. Rồi vâng, cứ để mất lát tí cho rộng thôi. Buồn đâu, sắt trước thì mua rồi, thiếu cũng chả thiếu bao nhiêu, thì tiền thì chả ấy, thì lấy ở kia còn ít. Chả buồn, muốn buồn đâu, ngủ đến trưa mới dậy, sắp chiều lại ngủ đến tận 4-5 giờ ấy. Bắn cái mái đi, mái trần trên ấy. Mưa lâu nó lắng, mưa nó hỏng, mưa lâu nó dầm, nó mưa, nếu mà mưa độ cả ngày là nó cũng dỉ theo cái ấy, tại vì thường trước là mình không xây liền nè. Mình bắn ghim không mà bảo có buồn đâu, đáng lẽ lúc nào ông bảo ba bảo rồi lại vợ bảo nữa. Bằng chặt bẹ đi chồng đông nó thằng chưa lại vừa chặt xong cho ấy, không thì mình, không thì mình làm cái dàn vừa mưa cho cái dàn cho dần mướp mướp, hoặc là cho gốc su su rồi rất đồng quả mẹ ăn đấy, ăn ngộ ăn thì su su ăn quả nhiều không gốc mà thì vừa làm vừa quay đi. Vâng. Nghỉ 2 hôm rồi, vào đây lại làm, hai ngày kia lại vào bà ngoại chơi lại nghỉ. Sao hai hôm nghỉ, hai hôm vừa nghỉ hay là không? Hả? Sao hai hôm rồi vừa nghỉ? Mình tự nghỉ.